Ta bắt đầu buổi quay phim ngày hôm nay, Tuệ Mẫn sẽ phát quà cho các em cún nha. Em Siro đâu rồi? Nè, chào mọi người. Lâu lắm rồi mới có video. Đây, quần vẫn bẩn chưa thay này. Công việc bên trại vẫn chưa xong. Cho nên là vẫn chưa có những cái video ở bên trại được. Đây, cho con gái phát quà cho em cún. Em Siro đâu rồi? Giờ vẫn chỉ thích phát cho mỗi em Siro thì Siro lên ghế ngồi. Siro lên ghế. Rồi ok ngồi đấy. Pila ra đây nào. Em két này thì con phát cho cả em két à. Con Pila đâu nhỉ? Pila ra đây sao nào. Đưa một cái một thôi. Pila ra đây. Rồi ok ngồi xuống. Úi dồi, ngồi xuống. Cái đuôi của Pila quá đi. Đây chị Tuệ Mẫn phát cho em Pila đấy. Con phát cho em Siro đi. Cho em Siro nào. Cầm một cái màu thôi. Phát cho em Siro, Siro bên cạnh nè. Giờ lại cho em Pila hả. Đây cho em Siro. Giờ tí nữa rồi rửa tay. Và kép nào. Con không được mút tay. Đang phát cho các em là không có mút. Phát xong rồi mới mút. Phát xong rồi vỗ rửa rồi mới mút. Rồi từng đứa một, mỗi đứa một lần nào. Con chia ra cho từng đứa một nào. Sao cứ cho em kép vậy, cho em Pila kìa. Đứa này to quá không được, để bố bẻ ra đã. Ui dừa ơi, còn cho ăn thế nó ăn no bánh à. Phải chia đều, con phải chia đều ra cho em Pila. Đây cái này cho em Siro đi. Không, không được. Cầm đấy, cho em Siro này. Két ra kia. Để chị Tuệ Mẫn cho em Siro. Cho em Siro. Hôm nay em Siro gọi em Siro không ra làm chị Tuệ Mẫn bực mình. Chị Tuệ Mẫn bây giờ không muốn phát cho em Siro nữa, chờ bố một tí. Để bố chỉnh lại cái camera. Tất cả mấy đứa ngồi yên đấy nhá. Ui dồi ôi, quần lại cho tay vào mồm thế rồi. Không được. Cái này mút nước dãi của mấy em cún hả? Được, thôi được rồi, ok. Mút tí chả sao cả, không vấn đề, không ảnh hưởng gì sức khỏe. Đây. Phát tiếp đã xong đâu. Phát tiếp đã xong đâu con. Nào con két tránh ra nào. Két tránh ra. Két, đi á. Đi á hả? Thế không phát cho các em nữa à? Ý? Con đang còn tắt máy quay thì à? Con đi vào đây với bố này. Vào đây phát cho các em tiếp. Đã xong đâu. Trời Mẫn ơi. Trời Mẫn xinh đẹp ơi. Ra đây phát cho các em. Vào đây bố bên nào. Con két ngồi xuống đi. Rồi két ngồi yên. Chả bố biết chứ mà. Kìa, đứa nào xinh gái ở trong TV kìa. Xinh không? Xinh chứ nhỉ. Em Pila em đã làm show ngồi yên đấy nha. Mấy đứa ngồi yên trông cái này cho anh nha. Ngồi yên đấy. Ngồi yên đấy trông để anh chỉ. Yên đấy nha. Em Pila em mới làm cho cái này nó bị lệch. Ok. Thế để nguyên đống đồ ở đây nha. Để nguyên đống đồ ở đây để bố cho con xuống trước nha. Nào két tránh ra nào. Ok. Nha, thêm mấy đứa này. Trông đồ cho anh nhá. Không được sờ vào nhá. Để yên đấy nha. Để yên máy quay đấy. Con két yên đấy. Đừng có chạm vào. Để cho chị Mẫn xuống trước và tí anh phát. Yên đi nha. Kẹp. Kẹp Tuệ Mẫn đâu rồi? Chồng ấy nha. Không ai lên bế hộ cả. Nhỉ? Chẳng ai lên bế hộ cả.
hay là mình lại phát tiếp đi, phát tiếp cho các em cún đi. Con Siro lên ghế ngồi đi. Siro lên ghế. Ok, ngồi đấy. Ngồi đấy để cho cái màn hình nó còn có tí người chứ. Phát quà cho các em nữa không con? Không con muốn phát nữa không? Không á? Phát tí nữa đi. Rồi xuống nhé. Phát tí nữa rồi bố bế bọn xuống phát cho nó hết quà đi chứ ai lại để quà này. Được rồi. Ok. Đây này. Quà cho các em này này. Con đã phát con nhìn không? Con nhìn vẫn còn đang còn đầy đây này. Trời mắn ơi. Vẫn còn đầy này. Đây này con nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Còn đầy luôn này. Phát hết đi rồi đi xuống. Để cho Trời Mẫn phát cho các em nào. Đây Trời Mẫn cầm lên, Trời Mẫn phát cho em Pina đi. Trời Mẫn không phát nha. Trời Mẫn không thích phát đấy à? Không phát cho các em thèm lắm rồi. Chờ mãi mẹ không lên đón nhỉ. Vừa đang nghe thấy tiếng mở cổng mẹ về rồi mà mãi mẹ chả chịu lên đón cho nên là Trời Mẫn hơi bị bực bội. Trời Mẫn hơi bị bực bội luôn. Thì là con két không có vớ vẩn. Chứ con đứng ở đây thì cũng được. Con phải hết sự cẩn thận nhé. Ok, được không? Con phải đứng, con phải hết sức cẩn thận. Úi dồi ôi, cái nắp. Úi dồi, sao cái nắp này nó rơi ở đâu và sao nó lại bẩn thế này nhỉ? Nó rơi chỗ nào mà cái nắp nó lại bẩn quá này. Thế bây giờ miếng này cho đứa nào? Cho em Siro nhé. Nhá. Cho em Siro. Không, con đừng đổ ra. Đổ ra là con em ăn xả láng đi. Đói bụng đi. Phải ăn từng tí một. Khỏe quá nhỉ. Đưa đây cho bố để bố lấy cho. Lấy cho em Pina một miếng nha. Đây. Lấy cho em cắt một miếng nha. Ừ đây, được bố nắp vào. Rồi cho em Siro. Thế ý của chị Mẫn là hôm nay là chúng ta chỉ ăn đến đây thôi. Cất đi. Mai lại ăn tiếp để chị Mẫn còn vô dưới, đúng không? Đây con cầm đấy. Con tự nắp vào hả? Được, ok. Chị Mẫn giỏi quá nhỉ. Mấy đứa hoan hô chị một tuổi Mẫn đi. Quá giỏi. Cho các em nó miếng nhé. Nhé. Em kèm quá này. Cho em Pina một miếng này. Con két không được hư. Nào con lại nhấc ra để bố mẹ lấy cho em một miếng. Cho em két một miếng này. Rồi chị Trời Mẫn lại úp vào. Lại lấy ra. Để bố lại lấy cho em Siro một miếng. Đúng rồi. Đây nhá. Đây là chị Trời Mẫn cho đấy. Nghe chưa? Đấy mới đúng ý của chị Trời Mẫn. Nhưng mà cái nắp này sao nó dính cái gì nó bẩn thế nhỉ? Nước chè của bố nó đổ vào à? Cho em Pina một miếng nhá. Chị đấy, chị Trời Mẫn cho em Pina nhá. Cho em két nhá. Cho em két một miếng. Cho em két một miếng được không? Không cho hả? Để bố lấy nhá. Cho em két một miếng. Hoan hô, em két đã hoan hô chị Trời Mẫn chưa? À chưa. Đi. Cho em Siro nhá. Được không? Cho em Siro một miếng nhá. Được không? Em Siro à, chị Trời Mẫn chưa? À đi. Rồi chị Trời Mẫn cho, ok. Ngoài lát, nhìn. Rồi ôi cái nắp, ám ảnh nhìn. Nắp ám ảnh quá, để đi rửa tay nhá. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Cho quay cho mọi người ngắm bọn cún một tí. Ngày hôm nay nó mưa gió. Thật ra là hôm nay là dự định là mấy ngày rồi bây giờ không có video thì hôm nay dự định là sang bên trại là quay đoạn video nhưng nó lại mưa rồi thôi. Ở nhà quay. Thôi còn mấy miếng cho các em ăn nốt đi con nhé. Nhé. Đây là đây. Có gì để dành. Miếng này cho em nào. Nè. Miếng này cho em nào. Trời Mẫn cầm một miếng cho em Siro đi. Này. Cho em Siro ăn hộ. Con cầm đấy. Cho em Siro.
cho em siro của bố đi, đưa em siro con đi nhá, bố cho hả? Cho em siro này, cho em pila này, rồi ok, chờ một tí nhá, yên đi nha. Thế em pila lên trên ghế ngồi đi, siro ngồi xích vào nào, pila lên đây, siro ngồi thế thì pila lên làm sao? Pila lên ghế đi, thế còn két lên à? Lên thì lên hẳn trên ngồi, nhanh, không thì ở dưới, nào. Làm sao để cho con pila nó lên trên đây một tí chứ. Nào, két, lùi lại. Két. Két này. Lùi lại. Két vẫn còn đang thì chả khoan lắm. Chứ cái gì. Lấy một miếng cho em pila đi. Đây. Lấy một miếng cho em pila. Cái hộp chibi này nó có rất nhiều tác dụng sau khi dùng hết. Ok, úi dồi, không úp lên đầu. Đi, ok, xong rồi, đi nha. Thế cho em pila một miếng cuối cùng này, cho em pila một miếng cuối cùng này. Ok rồi, cho em siro một miếng. Rồi bố bé đi. Đây, cho em kép một miếng này. Rồi, đi. Để cho vẫn nóng rồi. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Con cầm đi, con ôm đi. Đây, con ôm hộp đi. Con ôm hộp vào đi. Cất đi, ôm hộp để ra kia cất đi. Cho các em cún ăn thêm.